Chương 2 Pháp Tăng Tàn Một La Mã Mai Mối Bây giờ, trưởng lão Ưu Ba Ly hỏi Đức Phật, Đức Thế Tôn đã vì các tỳ kheo kết giới. Nếu tỳ kheo hành pháp mai mối, cho đến chỉ một lần giao hội thì tăng già bà thi xa. nay con nên thọ trì thế nào? Đức Phật dạy, nên thọ trì cả hai bộ tăng từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào hành pháp mai mối, hoặc vì việc tư thông, đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với người nam cho đến chỉ một lần giao hội. Tỳ kheo ni này vừa làm là phạm tăng già bà thi xa, cần phải hối quá. Chú thích Chú thích số 1 Tăng kỳ 19 điều 6 thông giới Tứ phần 17 điều, trong đó 7 thông giới. Căn bản 20 điều. Thập tụng Pali 17 điều, trong đó 7 thông giới đều không có giới văn của các thông giới. Chú thích số 2, thông giới duyên khởi, xem phần 1 La Mã, chương 2 y nhỏ. Tăng già bà Thi Sa 5. Chú thích số 3, tỳ kheo ni này vừa làm là phạm tăng già bà thi xa cần phải hối quá tứ phần phạm sơ pháp ưng xã tăng già bà thi xa tăng kỳ thị pháp sơ tội tăng già bà thi xa thập tụng thị pháp sơ phạm tăng già bà thi xa khả hối quá vinaya tặng luật pali y nhỏ hai trăm hai mươi bốn a dân bhikkhuni Pathamapattikan, Dhammang, Apana, Nisaraniyan, Sangha, Disesam. Tỳ kheo ni này phạm pháp lần thứ nhất, tăng già bà thi sa cần phải bị xả ly. Nghĩa là ngay khi vi phạm lần đầu, tức thành tăng già bà thi sa với hình phạt là bị cách ly với tăng. Sangamha nissariyati mà không kinh qua sự khuyến cáo. Asamanu Basanaya Hết chú thích Hai La Mã Vô căn bán Trưởng lão Ubali lại hỏi Đức Thế Tôn đã vì các tỳ kheo kết giới Tỳ kheo nào tự mình không như Pháp Do giận dữ nên dùng Pháp Ba La Di không căn cứ Hủy bán tỳ kheo không phải Ba La Di Cho đến Tăng và bà Thi Sa. Nay con nên thọ trì thế nào? Đức Phật dạy, nên thọ cả hai bộ tăng. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào tự mình không như pháp, do giận hờn nên dùng pháp ba la di không căn cứ, hủy bán tỳ kheo ni không phạm ba la di, vì muốn phá hoại phạm hạnh của vị ấy. Tỳ kheo ni kia sau thời gian hoặc bị cật vấn hay không bị cợt vấn nói việc này không căn cứ vì tôi giận hờn nên hủy bán tỳ kheo ni ấy vừa làm là phạm tăng già bà thi sa cần phải hối quá chú thích chú thích số 4 duyên khởi xem phần một la mã chương hai y nhỏ tăng già bà thi sa tám hết chú thích ba la mã giả căn bán Trưởng lão Ly lại hỏi Đức Phật, Đức Thế Tôn đã vì các tỳ kheo kết giới, tỳ kheo nào tự mình không như Pháp, vì giận hờn nên lấy một phần của phận sự khác hoặc một phần tương tự cho đến câu tăng già bà thi Sa. nay con nên thọ trì thế nào đức phật dạy cả hai bộ tăng nên thọ trì từ nay giới này nên nói như vậy tỳ kheo ni nào tự mình không như pháp vì giận hờn nên lấy một phần của phận sự khác hoặc một phần tương tự làm ba la di hủy bán tỳ kheo ni không ba la di vì muốn phá phạm hạnh của vị ấy tỳ kheo ni ấy sau đó hoặc bị cật vấn hay không bị cật vấn nói việc này tôi lấy một phần của phận sự khác hoặc một phần tương tự vì giận hờn nên hủy bán tì kheo ni này vừa làm là phạm tăng già bà thi sa cần phải hối quá chú thích chú thích số 5 duyên khởi xem phần một la mã chương hai y nhỏ tăng già bà thi sa chính hết chú thích bốn la mã độ nữ tặc a nhỏ duyên khởi bây giờ mọi người trong dòng họ thích cùng lập quy ước. Chúng ta không cùng thứ dân làm hôn nhân. Nếu ai vi phạm sẽ bị trọng tội. Bây giờ, trong dòng họ thích, có người đàn bà Hắc Ly xa chồng mất. Em chồng muốn lấy làm vợ, bà ta không chịu. Qua ba lần ngõ xin đều không được bà chấp thuận, nên nghĩ như vậy. Chắc cô này có ngoại tình, ta sẽ giết cô ta. Ông ta giả bộ, vì anh tổ chức cuộc lễ, và nói vì chồng cô mà tổ chức cuộc lễ. Cô nên đến để hành hương. Sau khi cô ta đến rồi, bị phục rượu cho say và cùng làm hạnh bất tịnh, rồi dùng tay, móng tay, đánh cào vào thịt gây thương tích cô và báo cáo với nhà quan rằng Hắc Lisa là vợ của tôi, nay cùng tư thông với người ngoài. Nhà quan liền truy bắt. Sau khi tỉnh rượu, bà ta thấy thân thể mình chỗ nào cũng bị thương tích bèn nghĩ như vậy người này sẽ bắt giết mình bà ta liền trốn thoát chạy về thành xá vệ đến chỗ tỳ kheo ni xin xuất gia học đạo nhà quan bắt không được nhưng biết phạm nhân đã chạy đến thành xá vệ bèn gửi công hàm đến vua ba tư nặc nói người đàn bà nước tôi có phạm tội đáng chết đã trốn thoát vào nước ngài xin ngài giao hoàng lại cho tôi nếu quý quốc có kẻ phạm tội trốn thoát qua nước tôi cũng sẽ giao trả. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc liền hỏi các quan tả hữu, có người đàn bà như vậy vào nước ta không? Tâu, thưa có, nhưng đã được các tỳ kheo ni đổ cho học đạo. Trước đây vua có ra lệnh, trong nước ta nếu ai xâm phạm vào tỳ kheo, tỳ kheo ni sẽ bị tội nặng. Nay họ đã xuất gia nên không dám hủy nhục nhà vua bèn gửi thư phúc đáp. Sự thật có người đàn bà này chạy vào nước tôi, nhưng nay đã xuất gia, không thể truy tội. Nếu có trường hợp khác, xin sẽ đáp ứng lại. Những người họ thích liền cơ hiềm, nói Phàm người có tội như vậy mà không thu phục được để trị, nước ta sẽ loạn vậy. Các tỳ kheo ni, tại sao không biết người nào có thể độ, người nào không thể độ, mà lại độ như vậy? họ không có hạnh sa môn phá pháp sa môn các tỳ kheo ni trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp hai bộ tăng hỏi các tỳ kheo ni các cô có thật vậy không thưa thật vậy bạch đức thế tôn bằng mọi cách đức phật quở trách rồi bảo các tỳ kheo nay ta vì các tỳ kheo kết giới từ nay Giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào biết người nữ có tội mà đổ cho làm tỳ kheo ni, tỳ kheo ni ấy lần đầu làm liền phạm tăng già bà thi sa, cần phải hối quá. Lại có những người nữ giặc, nữ trộm, người nữ đáng chết, các cư sĩ nói, nếu có thể xuất gia thì tôi có thể cho họ sống. Họ liền bạch các tỳ kheo ni cầu xin xuất gia, cầu xin độ thoát. Các tỳ kheo ni nói: Đức Phật chưa cho phép chúng tôi độ hạng người như vậy, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp hai bộ tăng bảo các tỳ kheo. Nếu người chủ cho phép thì chư tỳ kheo ni được quyền độ họ. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào biết người nữ có tội, người chủ không cho phép mà độ, tỳ kheo ni ấy vừa làm liền phạm tăng già bà thi xa cần phải hối quá lại có người nữ phạm tội không được xuất gia ở trong giáo pháp của phật bèn vào ngoại đạo sau đó các cư sĩ thấy nói đây là người nữ phạm tội đối với chúng ta nên đoạt y phục ngoại đạo của họ hoặc có người nói xuất gia trong ngoại đạo đã là một hình phạt nặng có thể bỏ qua bèn phóng thích sau đó những người nữ này đến nương nhờ các tỳ kheo ni thưa tỷ muội chúng con vốn không phải là không kính tín phật pháp mà xuất gia nơi ngoại đạo nhưng vì các cô không chịu độ cho nên không giữ được đành phải vào ngoại đạo thôi này chỗ sợ của chúng con đã cho phép chúng con xuất gia xin các cô rủ lòng thương đổ chúng con các tỳ kheo ni không biết nên như thế nào đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp hai bộ tăng bảo các tỳ kheo nếu người nữ có tội trước đã xuất gia nay cho phép được độ từ nay giới này nên nói như vậy b nhỏ giới tướng tỳ kheo ni nào biết người nữ có tội người chủ chưa cho phép mà độ trừ trước đã xuất gia tỳ kheo ni ấy vừa làm liền phạm tăng già bà thi sa cần phải hối quá C nhỏ, thích từ. Có tội là hoặc phạm gian dâm, dối trá hoặc ăn trộm cắp. Đó gọi là có tội. Chủ là sống chết do người ấy. Đó gọi là chủ. Nếu tỳ kheo ni phát khởi ý muốn độ người nữ như vậy, từ khi chuẩn bị cho đến tập tăng, ba lần yết ma chưa xong đều đột kiết la. Ba lần yết ma xong Hòa thượng Tăng Già Bà Thi Sa, các ni sư Tăng khác đều thầu lan giá. Chú Thích, Chú Thích số 6 Tăng Kỳ, Tăng Già Bà Thi Sa 8 Tứ Phần, Tăng Già Bà Thi Sa 5 Thập Tụng, Tăng Già Bà Thi Sa 8 Căn Bản, Tăng Già Bà Thi Sa 10 Ba Ly, Biệt Giới 2 Chú Thích số 7 Hán, Hắc Ly Sa Nữ phiên phản ngữ năm ta iso đại chánh tân tu đại tạng kinh năm mươi bốn số hiệu hai một ba trang một nghìn không trăm mười tám a hai mươi giải thích lisa còn gọi là lisa tỳ dịch là da trơn láng mịn màng nghĩa là người nữ da đen mịn màng chú thích số tám người nữ có tội tiếng Pali là Kori, nữ tặc. Phân biệt giới ăn trộm, Adinadana, bất giữ thủ, lấy trộm vật dưới năm Masaka, và trộm cướp, Kora, trộm vật có giá trên năm Masaka. Chú thích số 9 Người chủ chưa cho phép, tăng kỳ, chủ chưa cho, thập tụng, vua và chúng sát lợi chưa hủy án tử. Pali, Vinaya, Tạng luật Pali 226 Chưa được phép của vua, của tăng, sangha, của cộng đồng, gana, của hội đoàn, seni, trừ phi hợp pháp, kappa Hết chú thích Năm La Mã Tự ý giải tội A nhỏ Duyên khởi Bây giờ, tỳ kheo ni ưu ta thường phạm tội lên giường xuống giường đều không như pháp ăn luôn luôn ăn riêng chúng vào nhà người phi thời tỳ kheo ni tăng trao cho pháp không thấy tội tận xuất. khi ấy tỳ kheo ni thâu la nang đà biết ưu ta tâm chưa điều phục không kính thuận tăng không theo lệnh của chúng tự tiện cùng với người quen thuộc ở ngoài giới vì cô ta giải tội tận xuất. Tỳ kheo ni ưu ta đã được giải tội tận xuất rồi, càng thêm kiêu mạn không kính chúng tăng. Các tỳ kheo ni trưởng lão thấy bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp hai bộ tăng hỏi Thâu La Nan Đà. Cô có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo nay ta vì các tỳ kheo ni kết giới từ nay giới này nên nói như vậy b nhỏ giới tướng tỳ kheo ni nào biết tăng đã như pháp tẩn xuất tỳ kheo ni tỳ kheo ni tâm chưa được điều phục không tùy thuận tăng mà tự mình cùng với bè đảng ở ngoài giới giải tội cho cô ấy tỳ kheo ni này vừa làm là Phạm Tăng già bà Thi Sa cần phải hối quá. Muốn giải tội, tạo phương tiện cho đến ba phen yết ma chưa xong đều đột kiết la. Ba phen yết ma xong, vị sư Tăng yết ma, Tăng già bà Thi Sa, các ni Tăng khác đều thầu lan giá. Chú thích Chú thích số 10 Tăng kỳ Tăng già bà Thi Sa 8 Tứ phần tăng già dạ bà thi sa sáu thập tụng tăng già dạ bà thi sa mười căn bản tăng già dạ bà thi sa mười hai pali biệt giới bốn chú thích số mười một xem chương y nhỏ ba la di tám thập tụng bốn mươi ba trang ba trăm mười b mười chín tỳ kheo ni xiển đề em gái của sa nặc tính ngang ngược bị các tỳ kheo ni tác yết ma bất kiến tẩn, tức bị xả trí vì ngoan cố không nhận tội. Mẹ là tỳ Kheo Ni ưu bà hòa, giống là người đoán sự của Tăng tự ý ra ngoài giới tác pháp giải tội. Pali Vinaya IV 231 tỳ Kheo Ni Kandakali bị các tỳ kheo xả trí vì không nhận tội. Apatiya Adasane Ukipi. Tì Kheo Ni Thun Lananda Tự ý tập hợp Tì Kheo Ni Giải tội cho Kandakali Chú thích số 12 Pali Sangena Úc Tăng Bị Tăng xả trí Hết chú thích Sáu La Mã Tứ Độc A Nhỏ Duyên Khởi Bấy Giờ các tỳ kheo ni một mình đi trên đường lộ các bạch y thấy chọc ghẹo bằng nói lời thô ác dâm dục hoặc nắm rờ hoặc muốn cùng làm việc bất tịnh lại có số đông tỳ kheo ni làm bạn với con buôn cùng đi thâu la nang đà thấy một nam tử tâm sanh nhiễm trước từ từ bước chậm lại ở sau các tỳ kheo ni nói tại sao cô không đi mau cho kịp bạn đây là chỗ đáng sợ sệt đừng để kẻ ác xâm đoạt thâu la nang đà nói các cô có thấy người đi sau kia không các tỳ kheo ni nói có thấy thâu la nang đà nói tôi thấy người ấy lòng rất thích đắm trước các tỳ kheo ni quở trách nói tại sao trên đường đi cô lại nhiễm trước với nam tử lại có số đông tỳ kheo ni lội qua sông để lấy phân bò khi lội qua rồi nước lớn không thể lội trở lại bị giặc cướp đoạt lại có các tỳ kheo ni ngủ đêm một mình bị mất y bác phá phạm hạnh các trưởng lão tỳ kheo ni nghe thấy bằng mọi cách quở trách rồi đem những việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập họp hai bộ tăng hỏi các tỳ kheo ni các cô có thật vậy không thưa thật vậy bạch đức thế tôn Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo. Này ta vì các tỳ kheo ni kết giới, từ nay giới này nói như vậy. Tỳ kheo ni nào đi một mình, ngủ đêm một mình, lội nước một mình, một mình đi sau vì nhiễm tâm với nam tử. Tỳ kheo ni ấy vừa làm liền phạm tăng già bà thi sa, cần phải hối quá. Khi ấy, có các tỳ kheo ni đi trên đường có sự nghi ngờ bị khủng bố bèn chạy vào trong xóm làng đến nhà quen thân lại có các tỳ kheo ni đi đường bị nhọc mệt lại có vị già bệnh nên đi không kịp hoặc có chỗ chỉ có một ít nước hoặc có cầu đò mà không dám đi một mình qua hoặc có chỗ nghỉ đêm sợ các nam tử mà không dám một mình ngủ các chỗ khác các tỳ kheo ni không biết nên như thế nào đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp hai bộ tăng bảo các tỳ kheo nếu có nhân duyên thì cho phép tùy ý đi một mình từ nay giới này nên nói như vậy b nhỏ giới tướng tỳ kheo ni nào đi một mình ngủ đêm một mình lội nước một mình ở giữa đường một mình đi sau vì nhiễm tâm với nam tử trừ nhân duyên tỳ kheo ni ấy vừa làm liền phạm tăng già bà thi sa, cần phải hối quá c nhỏ thích từ nhân duyên là khi sợ sệt phải chạy và bệnh nhọc mệt đi không kịp bạn chỗ nước cạn có cầu đò chỗ sợ có nam tử đó gọi là có nhân duyên nếu đi một mình chỗ không có xóm làng thì nửa do tuần Chỗ có xóm làng thì từ xóm làng này đến xóm làng kia đều tăng già bà thi sa. Nếu đi đằng sau, từ xa trông thấy tỳ kheo ni nhưng không nghe tiếng hoặc nghe tiếng mà không thấy hình đều đột kiết la. Nếu không thấy, không nghe thì tăng già bà thi sa. Nếu lội nước một mình mà bề rộng của nước bằng 10 khuỷu tay, bề sâu của nước đến nửa đùi dế thì tăng già bà thi sa. Nếu cạn hơn thì đột kiết la. Nếu ngủ đêm, đưa tay ra phải đụng nhau. Nếu tay không đụng nhau thì đầu đêm và nửa đêm thâu lan giá. Tướng mặt trời xuất hiện, tăng già bà thi sa. Thức xoa mana, sa-di-ni, đột kiết la. Chú thích Chú thích số mười ba Tăng kỳ Tăng già bà thi sa Năm, sáu, chín Tứ phần Tăng già bà thi sa 7. Thập tụng, tăng già bà thi sa 6, phân thành 4 khoảng nhỏ cho 4 sự kiện. Căn bản, tăng già bà thi sa 6 7 8 9 gồm 4 điều. Pali, tăng tàn biệt giới 3. Chú thích số 14. 4 trường hợp tỳ kheo ni không được phép đơn độc một mình là đi một mình, ngủ đêm một mình, lội nước một mình, ở giữa đường một mình, đi sau vì nhiễm tâm với nam tử, gọi là tứ độc. Tiếng Hán là độc hành, độc túc, độc độ thủy, ư đạo trung độc tại hậu nhiễm trước nam tử. Hết chú thích. Bảy La Mã, Tố Tụng, A Nhỏ, Duyên Khởi Bây giờ có một gia chủ đem một căn nhà cúng cho tỳ kheo tăng tỳ kheo tăng lại đổi cho tỳ kheo ni để lấy khu rừng an đà sau đó mạc lợi phu nhân lại đem giường của vua cúng cho tỳ kheo ni tăng tỳ kheo ni tăng dở cái nhà cũ kia đem cất nơi giường của nhà vua nơi ngôi nhà cũ trở thành đất trống khi ấy con gia chủ cúng nhà lại nghĩ như vậy xưa kia cha ta đem cúng cho tăng tăng đem đổi cho ni nhưng nay các tỳ kheo ni lại không ở nơi đó ta có thể lấy lại để canh tác ở trong đó ông ta liền lấy đất lại các tỳ kheo ni nói ông đừng có lấy đất của tăng trả lời tuy xưa kia cha tôi đem cúng cho tăng nhưng tăng lại không sử dụng nên nay thuộc về lại tôi các tỳ kheo ni nói chúng tôi không bỏ miếng đất này nếu không khiến đến cửa quan kiện thì ông lại bị tịch thu tài sản hết ông ta không bằng lòng hoàn trả chư ni liền đến quan kiện ông ta lại bị tịch thu tài sản hết các cư sĩ thấy cơ hiềm nói tại sao các tỳ kheo ni này đến quan kiện người làm cho bị tịch biên tài sản hết bọn người này nhận của cúng dường người ta mà còn kiện như thế huống là đối với người khác không có hạnh của sa môn, phá pháp của sa môn. Các tỳ kheo ni trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp hai bộ tăng, hỏi các tỳ kheo ni: "Các cô có thật vậy không?" "Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo: "Nay ta vì các tỳ kheo ni kết giới từ nay giới này nên nói như vậy b nhỏ giới tướng tỳ kheo ni nào đến quan kiện người khác tỳ kheo ni ấy vừa làm liền phạm tăng già bà thi sa cần phải hối quá nếu tỳ kheo ni nào bị người khinh mạ thì nên nói với cha mẹ họ nếu không có cha mẹ thì nói với bà con không có bà con thì nói với tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di nếu tỳ kheo tỳ kheo ni có thế lực mà không bảo hộ thì đột kiết la khi nói nên nói người kia khinh tôi vì tôi can gián giùm nếu đến cửa quan để kiện thì mỗi một lần đi về là một tăng già bà thi sa thức xoa mana sa di ni đột kiết la chú thích chú thích số mười lăm tăng kỳ tăng già bà thi sa bốn tứ phần tăng già bà thi sa bốn thập tụng tăng già bà thi sa bảy pali biệt giới một chú thích số mười sáu tăng kỳ phật bảo tỳ kheo ni đại ái đạo tập hợp các tỳ kheo ni tứ phần tập hợp các tỳ kheo thập tụng tập hợp hai bộ tăng chú thích số mười bảy tứ phần Tương ngôn Tăng kỳ Tranh tụng tương ngôn Thập tụng Thị thế ngôn nhân Pali Utsaya adika Kiện cáo Tám La Mã Nhận của Nam nhiễm tâm A nhỏ Duyên khởi Bây giờ có một người khách buôn Vợ chết lại nghĩ như vậy Nay ta nên tìm kiếm người vợ hiền ở nơi nào khi ấy, tỳ Kheo Ni chiên trà Tu có người đệ tử tên là Tu Ma, nhan sắc tuyệt vời. Người khách buôn nhìn thấy Tu Ma liền đem lòng say đắm và lòng tự nghĩ như vậy nên dùng thức ăn để dụ có thể đạt được kết quả. Người khách buôn liền nói, nếu cô cần tô, du, mật, thạch mật, bổ xà ni, khư xà ni, thì cứ đến tôi lấy tỳ kheo ni tu ma bèn đến lấy sau khi đã quen thân nhau liền hỏi tỳ kheo ni cô có biết tôi cho cô thức ăn là có ý gì không trả lời ông vì cầu phúc nên cho tôi ăn người khách buôn nói tôi không vì việc này mà là vì vợ tôi chết thấy cô tu hành thanh tịnh nên rất đem lòng ham thích cô có thể đồng ý không trả lời không thể được người kia lại nói cô làm vợ tôi sẽ cho cô những đồ quý báu y phục đẹp đẽ ăn uống tùy thời không bao giờ thiếu thốn cô ni vẫn trả lời như lần đầu những người khách buôn khác nói hùa theo giúp ông ta nếu cô không muốn làm vợ người ta sao lại nhận đồ ăn thức uống người ta nếu quả thật không thể thì chúng tôi sẽ đoạt hết y bác cô hoặc có người lại nói hãy đi giải tán mau đừng để người ta nghe nếu vua biết được chắc chúng ta sẽ bị trị nặng các cư sĩ nghe cơ hiềm nói tại sao tỳ kheo ni lại nhận thức ăn của người nam tử có nhiễm tâm hạng người này không có hạnh sa môn phá pháp của sa môn các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên phật nhân việc này đức phật tập hợp hai bộ tăng hỏi tỳ kheo ni tu ma Cô có thật vậy không? Thưa thật vậy, Bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách Đức Phật quở trách rồi bảo các tỳ kheo, "Này ta vì các tỳ kheo ni kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào nhận thức ăn của nam tử có tâm nhiễm trước, tỳ kheo ni ấy vừa làm liền phạm tăng già bà thi sa, cần phải hối quá." có các nam tử mời tỳ kheo ni vào bữa ăn trước, vào bữa ăn sau, giữa thời gian sanh tâm nhiễm trước. Các tỳ kheo ni biết, không dám ăn, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp hai bộ tăng bảo các tỳ kheo. Nếu tỳ kheo ni không có tâm nhiễm trước, nhận thức ăn của nam tử có tâm nhiễm mà phạm tăng già bà thi sa là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy tỳ kheo ni nào có tâm nhiễm trước nhận thức ăn của nam tử có tâm nhiễm trước tỳ kheo ni ấy vừa làm liền phạm tăng già bà thi xa cần phải sám hối lại có một tỳ kheo ni có tâm nhiễm trước nhận thức ăn từ một nam tử có tâm nhiễm trước nhận rồi sanh nghi ta sẽ không phạm tăng già bà thi xa chứ liền đem cho tỳ kheo ni khác tỳ kheo ni khác hỏi thức ăn ngon thế này tại sao cô không dám ăn cô đem việc này trả lời đầy đủ. Tỳ Kheo Ni khác nói, chỗ cô sợ thì tôi cũng nên sợ. Đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này Đức Phật tập hợp hai bộ tăng bảo các tỳ kheo. Tỳ Kheo Ni nào có tâm nhiễm trước, tự tay nhận lấy thức ăn của nam tử có tâm nhiễm trước, rồi không ăn, đem cho người khác ăn, đều không phạm. Từ nay giới này nên nói như vậy. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni nào có tâm nhiễm trước, tự tay nhận lấy thức ăn của nam tử có tâm nhiễm trước. Tỳ kheo ni ấy vừa làm là phạm tăng già bà thi sa, cần phải hối quá. Thức xoa mana, sajini phạm đột kiết la. Chú thích. Chú thích số 18. Tăng kỳ. Tăng già bà thi sa 11. Tứ phần. Tăng già bà thi sa 8. Thập tụng tăng già bà thi sa bốn căn bản tăng già bà thi sa bốn pali biệt giới năm chú thích số mười chín tăng kỳ tỳ kheo ni thọ đề tứ phần tỳ kheo ni đề xá thập tụng tỳ kheo ni thi việt căn bản tỳ kheo ni châu kế nang đà chú thích số hai mươi tăng kỳ Tỳ kheo ni không có lậu tâm, tứ phần, tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, thập tụng, tỳ kheo ni có lậu tâm và người nam cũng vậy. Pali: Bikuni avasuta, Avasutasa Purisapugalasa Tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, nhận của người nam có tâm nhiễm ô. Pali: avasuta, bị rò rỉ lậu tiết bởi dục, giải thích, ham muốn dục lạc, saratta, mơ tưởng dục lạc, apekavati, tâm bị hệ lụy, patibaddasita.